Xin chào quý vị đến với video cập nhật tiến độ dự án Novahill Mũi Né. Trên video dưới đây chính là đường Huỳnh Thúc Kháng. Và tay phải quý vị đang nhìn đó là dự án Novahill Mũi Né đang được triển khai. Cùng với những hình tuyệt đẹp nhìn từ trên cao, với cảnh quan mặt tiền đường đã được hình thành. Và sau đây là hình ảnh nhìn từ biển lên trên đồi của dự án Novahill Mũi Né, cũng như những hình ảnh từ trên đồi nhìn xuống dưới biển. Đây là một khung cảnh đẹp mê ly, sẽ làm nức lòng những ai yêu thích và thưởng thức cái đẹp. Còn sau đây chính là hình ảnh công trường thi công và rất nhiều xe ben đã được triển khai cho công tác san lấp mặt bằng để thi công và đang hoạt động rất là mạnh tại vị trí dự án. Và sẽ rất nhanh thôi, quý vị sẽ được sở hữu những căn biệt thự của mình, đứng trước nhà hít một hơi thật sâu của khung cảnh bình yên ở đây, để với sự hãnh diện vô cùng lớn vì đã nắm bắt được thời cơ để sở hữu cho mình những siêu phẩm tại đây. Và hiện nay Novahill Mũi Né đang mở bán 60 căn cuối cùng của dự án, view toàn cảnh nhìn biển với tiềm năng của cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cùng sân bay Phan Thiết, thì chỉ lúc này thôi quý vị mới có thể sở hữu được căn biệt thự view biển với giá 8,9 tỷ đồng thôi. Quý vị nào yêu thích biệt thự biển hãy gọi cho Văn Học theo số hotline 0888 373 777 để có thể trở thành chủ nhân của những căn biệt thự tại Novahill Mũi Né. Với rất nhiều phân khu và lịch thanh toán khác nhau, đáp ứng được rất nhiều đối tượng khách hàng. Ví dụ như khu NH2, NH5 và NH6 sẽ được bàn giao vào tháng 3/2021. Còn NH3, NH4 sẽ được bàn giao vào tháng 1/2022. Cùng ưu đãi hấp dẫn thì quý khách có thể lựa chọn lịch thanh toán nhanh, ưu đãi giảm 10%. Đặc biệt khách hàng lựa chọn lịch vay ngân hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất cùng với ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà. Nhân dịp khai trương sàn giao dịch Novaland tại Hà Nội thì khách hàng có hộ khẩu Hà Nội ghé tham quan sàn giao dịch sẽ được nhân đôi ưu đãi vàng từ 18 cho đến 36 chỉ vàng. Tặng một viên kim cương 1 carat trị giá 180 triệu đồng cho khách hàng giao dịch thành công trong tháng 9. Tặng 10 năm đêm nghỉ dưỡng hàng năm tại Novahill Mũi Né Resort and Villa. Chia sẻ lợi nhuận 8 năm 15 với khách hàng theo chương trình cho thuê. Quý vị nào yêu thích sản phẩm Novahill Mũi Né có thể gọi vào cho Văn Học theo số hotline 0888 373 777 để được tư vấn và hỗ trợ. Chỉ còn 6 căn biệt thự tuyệt đẹp cuối cùng thôi. Nhớ đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật video mới nhất cùng rất nhiều điều thú vị nhé. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem qua video này. Xin chào và hẹn gặp lại.